rất nhẹ cho anh em làm tạo lên mở lòng đó, quá đã luôn. Có mình là máy đúng chất Vinh Thái nha, chứ không làm. Giới thiệu với anh em Exeter 115, có mình là làm cái máy Vinh Thái nha, để đi chơi đi học với đi phượt ha. Con này em làm là full máy này luôn, em sẽ liệt kê đồ để cho anh em tham khảo. Bây giờ em đang đứng gần máy nè, đó ép sát cái mic để cho anh em nghe tiếng máy ha. Máy nổ quá em à, em ru nha. Đó, em làm là cái máy là nổ êm cho anh em luôn, đứng gần là không nghe máy tiếng máy luôn nha. Làm của mình là máy Vinh Thái, em liệt cái đồ để cho anh em thằng luôn. Em trẻ máy nè, em thay tay dây mà đạn Nhật nha. Riêng cái dàn nồi em đi của mình là nồi Thái, em thay nguyên là bộ chuông nè, bố ba càng nè, cặp nhôm nồi nè, bốn bố ba sắt và bốn sao nồi full Thái ha. Đó, em làm cái máy là Vinh Thái chủ xe luôn. Mạch đạn là mạch đạn của Nhật nha. Đó. Về phần cái bộ dàn lồng là em lên lồng với tông bạc Vinh Thái ha. Đó, lồng 115 bạc Vinh Thái chủ xe luôn. Nổ quá em. Đó. Đầu thay cho combo full là bốn cơ sắp nha. Đó, cam cò Vinh Thái, xin cam dùng xin cam đây Thái nha. Em có thay luôn bình xăng mới Thái chủ xe luôn. Bình xăng cũ xe nên thao xăng quá. À, chủ xe công em là thay full bình xăng mới nè và thay luôn cái địa phần địa trước của xe luôn. Đó, em làm xong là giờ nổ êm ru ha. Quá sướng nha. Em sẽ lên cái ga để cho anh em cảm nhận tiếng máy luôn. Máy nổ bao êm bao lực nha, nhất định là có nha. Đó, quá sướng nè. Đó, full máy 115 ha. Êm ru mạnh bền nha, để cho anh em chạy đi chơi đi tour phượt ha. Quá sướng. Nhích nhẹ lên liền ha, bình xăng mới là quá đã. Đó. Quá ok ha. Đó, anh em mà muốn làm cấu hình cái máy Vinh Thái dòng Exeter 115 thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm máy Exeter nha. Chạy bốc êm bền nhẹ nhàng lướt gió ha. Rồi, em chào anh em. Tết nhẹ cho anh em tham khảo lên mở lòng đó, quá đã luôn. Có mình là máy đúng chất Vinh Thái nha, chứ không làm máy độ nha. Máy Vinh Thái êm mạnh bền nước gió đó, đúng chất Thái là em chạy rất sướng nha. Nhích là nhõng thôi đó, mạnh bền ha, không khác gì ẹt 155 em làm full máy nha. Đó, quá đã, êm mạnh bền nước gió cho anh em đó. Con này làm đi là full lòng 135 Vinh Thái luôn nha. Đó, làm full có mình là bộ nồi Thái không gắn bố đó. Có mình em đi nồi Thái rất bền ha, bền ha. Chạy 5-10 năm là bóc nha, không đi nồi như nồi nhà nha. Đây, nồi Thái trong nồi ha. Đó, 4-4-3 sắt full Thái vô xe luôn. Đó, kéo vào vòng để cho anh em cảm nhận cái tiếng máy và lực máy của dòng ẹt 135 nhẹt nhỏ nha. Đó, quá đã, quá sướng. Đó, kéo là lên thôi, không có chờ đợi giống như là cái máy súng nha. Nhẹ nhàng rất gió ha, quá sướng. Êm ru ha, đặc biệt là tiếp xăng, con này em thay full có hình là bình xăng Thái luôn nha. Êm bền ha, nhẹ nhàng. Đó, anh em muốn làm máy thì ghé bên em, giúp anh em thôi. Rồi, cảm ơn anh trai Exeter nhỏ rất nhiều nha. Đó, máy em Vinh Thái, em ru. Rồi, cảm ơn anh trai.